Vâng, xin chào quý anh chị các bạn. Ở clip này thì Tuấn sẽ đi trải nghiệm nhanh và ngắn chiếc xe Toyota Wigo phiên bản số tự động nhé. Nó vừa được ra mắt cách đây giờ khoảng chục ngày. Phiên bản này với giá là 405 triệu thưa quý anh chị các bạn. Nếu quý anh chị mua đầu tiên với cái giá lăn bánh đi, giá lăn bánh ở Hà Nội thì rơi khoảng 470 triệu. Giá đó thì chưa bao gồm chương trình khuyến mại từ đại lý nhé thưa quý anh chị các bạn. Với một chiều cao 1m75 như Tuấn thì Tuấn thấy ngồi không gian của xe, đầu tiên cái lợi thế là cái ưu điểm là rộng rãi đã. Tuấn thấy ở đây này, lát nữa Tuấn sẽ quay nội thất cho mọi người xem nhé. Ở đây nó sẽ có hộp số D, S và B. Nếu như D thì chỉ đi ở chế độ bình thường, cung đường bình thường mình đi trong phố rồi. Còn ở đây S chắc là đi trên những cái cung đường mà chúng ta lên đổ đèo, lên dốc. Còn B là đi xuống dốc để nó giúp mình hãm phanh động cơ. Để nói về cái hộp số đi, hộp số và động cơ. Động cơ thì về ngày trước nó là 4 máy, bây giờ chỉ còn là 3 máy thôi. Nhưng mà sản sinh ra công suất vẫn là rơi khoảng 87 mã lực và 113 Nm. Cái không gian đầu tiên này, độ ồn từ động cơ vào trong khoang lái của Tuấn thì cũng nhẹ nhàng, không có một cái độ ồn quá chói. Nè, rất hay mọi người ạ. Bán kính vòng quay của chiếc xe Toyota Ray cũng khá tốt. Nó tốt hơn là hai đối thủ trong cùng phân khúc hạng A, đó là dụ như là Kia Morning hay Hyundai Grand i10. Thưa quý anh chị. Rồi. Đó. Còn cái góc chữ A của phiên bản mới này cũng chưa được tối ưu lắm đâu. Và một cái điều đặc biệt ở đây Tuấn đã vừa nhìn thấy rồi, chúng ta sẽ có thêm hai cái tính năng an toàn mà hàng đầu trong phân khúc, đó là tính năng BSM, cảnh báo điểm mù trên gương nhé, nó đang sáng lên này, và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, rồi CTA. Đó. Vâng, đây Tuấn đã quay lại cái màn hình để cho mọi người xem rõ đây. Nó có cảnh báo điểm mù trên gương nhé thưa quý anh chị các bạn. Đấy. Và nó sẽ sáng lên, một tính năng an toàn rất tốt khi chúng ta đi trong phố. Đây là phần nội thất màu cho bên trong màu đen. Lái xe đúng thật là vô lăng thì nó đơn giản thôi, nhẹ nhàng, trợ lái, lực lái là trợ lực điện rồi. Ngoài ra thì Tuấn thấy là lái ở đây thì bên trong điều hòa Toyota vào cái mùa hè này khá là mát. Chúng ta đã có ví dụ như là điều hòa mắc, có chế độ mắc cool này, vào phát là mát ngay. Có engine start top này, có màn hình giải trí kết nối Android Auto và Apple CarPlay rồi. Lên xe nghe nhạc rất là thoải mái, xem kết hợp với xem bản đồ map nữa. Đây là góc chữ A này, chưa được tối ưu lắm đâu. Tuấn vừa nhấn ga thì nói chung độ vọt của chiếc xe Toyota Wigo này cũng khá tốt. Nó tốt hơn so với cả là phiên bản tiền nhiệm của nó năm 2021-2022. Đây. Đây. Oh. Cũng có một cái độ thoát trên chiếc xe Toyota Wigo này ạ. Rồi, đây. Đó là một cái trải nghiệm rất nhanh và ngắn với những cái tính năng kết hợp được trang bị thêm. Có cả những ổ cắm sạc đây, rất tiện dụng cho khách hàng. Toyota Wigo, model hoàn toàn mới năm 2023 thưa quý anh chị các bạn. Một chiếc xe tôi thấy là khá phù hợp khi mình chúng ta đi trong phố, ngõ nhỏ, đi luồn lách tiện. Và có cái không gian nội thất bên trong khá là rộng. Vì chiếc xe này nó đã tăng hơn 100mm so với phiên bản tiền nhiệm, với khoảng cách là 3760mm thưa quý anh chị các bạn. Đó là chiều dài của xe đã tăng. Rồi, tôi sẽ lùi lại. Đây, có camera hành trình, có camera lùi nhé thưa quý anh chị các bạn.